Xin chào cô chú anh chị, đã trở lại với kênh Túi Doanh Nhật Cần Thơ bên em. Và video của Túi Doanh Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và chỉ khoảng trước thì shop sẽ có chính sách hỗ trợ phí ship nha. Và hôm nay đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Rinoma của Pháp, chất liệu là vải dù. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Kích thước của chiếc Rinoma về ngang là 33, chiều cao là 20 và bề dày là 13. Để mình xách tay đi tiệc cũng rất là sang á, thương hiệu Rinoma. Dạ, ở đây chất liệu là vải dù, những chất liệu này là vải dù phối với da thật hết. Ở đây là vải dù ha, nhận cái màu nâu là da, khen khóa dập hiệu thương hiệu Rinoma của Pháp. Và bên trong lót là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Rinoma. Và một ngăn đây có một cái khóa cắm miệng. Và bên trong lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Rinoma và thương hiệu Rinoma của Pháp đây, và có một cái khóa cắm miệng đây là sạch đẹp hết, để mình xách tay đi tìm rất là sang. Ở đây sẽ có một cái nút để mình gài vào thì giữ cho chiếc túi mình nó sẽ đẹp hơn. Hai bên nó sẽ có hai nút khen khóa dập hiệu thương hiệu Rinoma. Lên nhìn shop mã là 3496 600k. Và những sản phẩm ngày hôm nay thì shop sẽ reship toàn bộ ha, cô chú anh chị chỉ cần mua hàng trả tiền thôi. Tiền ship thì shop sẽ miễn ship hết ha. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Rinoma, chất liệu là da thật 100%, rất là đẹp. Chiếc túi này mình đeo vai hoặc là xách tay đi tiệc đều rất là sang luôn. Thương hiệu Rinoma của Pháp là một thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Kích thước bề ngang 28, chiều cao 17 và bề dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo vai. Ở đây sẽ có một khóa cái miệng đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn đây lót vải sạch đẹp, và một khóa cái miệng đây. Bên trong là lót vải có hai ngăn nhỏ đây, và một khóa cái miệng đây, thương hiệu Rinoma của Pháp, dịch nổi đây. Da là da thật toàn bộ, để mình xách tay và đeo vai. Da thật 100%, rất là sang luôn. Ở đây sẽ phối một cái khuyên và phía sau có một cái khóa cái miệng. Lên dùm shop một mã là 3494 509, 3494 509. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai da thật 100%, có thương hiệu dẹp nổi ở đây. Kích thước bề ngang 32, chiều cao 26 và bề dày là 14. Để mình xách tay và đeo vai, da thật 100%. Sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Và bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu ha. Lót là lót nguyên bản. Sẽ có hai ngăn nhỏ đây. Và một khóa cái miệng ở đây. Và thương hiệu dập nổi đây. Da thật 100%. Xách tay và đeo vai, rất là ok. Lên dùm shop mã là 3219 ha, 309, 3219, 309. Và kế đến đó là một chiếc túi tay da thật 100%, có thương hiệu, đi tiệc cũng rất là sang nha. Độ mới khoảng 80-85%. Kích thước của chiếc túi bề ngang 39, chiều cao 18 và bề dày là 15. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một nút hít 500 ở đây và một nút hít 500 ở đây, và có thương hiệu bên trong. Lót là lót nguyên bản, dập hiệu thương hiệu, thương hiệu là Square, thương hiệu này của Ý ha. Và có một cái khóa cái miệng đây. Lót là sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết, thương hiệu Square của Ý.
Da là da thật 100%, da dày dặn và chắc chắn, khoen khóa rất là mới ha, độ mới khoảng 85%, nên mình có thể mình làm quà tặng được ha. Da thật toàn bộ, thương hiệu Aswear, thương hiệu của Ý. Lên nhịp shop một mã là 3492 600k, 3492 600. Và cái đến đó là một chiếc túi tay da trăng, da thật 100% ha, màu này là màu xanh. Kích thước bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao 27 và bề dày 16. Xách tay và đeo chéo đều được ha, da thật 100%. Sẽ có một nút vít 500 ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây, và bên trong là lót vải sạch đẹp và có một khóa chống nguyện ở đây. Lót là lót sạch đẹp hết ha, da là da thật toàn bộ hết, da trăng hết 500 chắc chắn, da trăng. Ở đây nó sẽ có một vo bóp thời gian cơ bản chiếc túi này, độ mở khoảng 80%. Xách tay và đeo chéo, dây là full da hết ha, da thật 100% hết. Lên dùm shop một mã là 3491 609, 3491 609. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay màu nâu, ở đây mình có thể tăng đưa dài ra thêm được một xíu nữa ha. Da là da thật 100%, màu này là màu nâu sô cô la. Kích thước bề ngang, bề ngang là 33, chiều cao 19 và bề dày là 9. Xách tay và đeo vai, da thật 100%, mình có thể mình đi tiệc được ha, rất là sang. Da là da thật hết, ở đây nó sẽ có một nút vít 500 và hai ngăn nhỏ ở đây. Bên trong là dẹp hiệu nguyên bản, da thật toàn bộ. Sẽ có thương hiệu Aswear, thương hiệu của Ý, và một khóa kéo miệng ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, da là da thật toàn bộ hết. Để mình xách tay và đeo vai, rất là ok. Lên nhầm shop một mã là 3504 509, 3504 509. Và một chiếc túi đeo chéo, da thật 100%, có thương hiệu. Kích thước của chiếc túi đeo chéo này, bề ngang là 26, chiều cao 26 và bề dày là 11. Đeo chéo rất là ok, thương hiệu dập nổi đây, da thật toàn bộ ha. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp và dây đeo chất liệu là da. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Thương hiệu Delicato, thương hiệu này của Pháp ha, và có một cái khóa kéo miệng đây. Da là da thật đựng vừa, tất cả các dòng điện thoại và ví tiền, da thật 100%. Lên dùm shop một mã 3216 309, 3216 309. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai, chất liệu là da canvas phối giới, da thật, thương hiệu Loos Watery, rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 21 và bề dày là 11. Xách tay và đeo vai đều được. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây. Thương hiệu Loos Watery của Pháp, Paris của Pháp ha. Có một cái khóa kéo miệng đây. Lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết.
Shopify và DeFi. Lên dùm shop một mã là 3497-509, 3497-509. Và kế đến đó là một chiếc túi ha, treo chéo, thương hiệu Samsung, da thật 100%, nam nữ đều sử dụng được ha. Thương hiệu Samsung, màu rất là đẹp, màu vàng bò, dây đeo là full da hết. Kích thước của chiếc túi này, bề ngang là 30, chiều cao 22 và bề dày là 9. Dây đeo 2,5 phân, da thật 100%, dây đeo là da, sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong là lót vải thật đẹp, dập hiệu thương hiệu Samsung, và sẽ có hai cái nút hít 500 ở đây, và bên trong thì ở đây sẽ là dập hiệu thương hiệu Samsung, hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Bên trong lót vải thật đẹp, dập hiệu thương hiệu Samsung đây, Samsung, và hai ngăn nhỏ đây, thật đẹp hết, da là da thật toàn bộ hết, để mình hít 500 rất là chắc. Lên dùm shop một mã 3500 640k, 3500. Và kế đến đó là một chiếc cặp thương hiệu mâm sắt. Những chiếc cặp thương hiệu mâm sắt là da rất là chất và đẹp, màu này là màu nâu. Kích thước của chiếc cặp này, bề ngang là 35, chiều cao 27 và bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo đều được, da thật 100%, sẽ có một nút hít 500 ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, và một khóa cái miệng ở đây, thì bên trong thương hiệu mâm sắt dập nổi đây, và một cái khóa cái miệng ở đây, và hai ngăn nhỏ đây, lót là sạch đẹp hết ha, lót vải sạch đẹp hết, da là da thật toàn bộ, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết, da rất là đẹp, da thật 100%. Lên nhìn shop một mã là 3499 609. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay dập phân 6, da rất là đẹp, xách tay đi tiệc rất là sang luôn ha. Kích thước bề ngang kết hợp là mờ nặng được độ mới khá là cao, 80-85%, bề ngang là 27, chiều cao 17 và bề dày 15. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một khóa cán miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, và thương hiệu dập nổi đây, và ở đây cái hình bông hoa, và một cái khóa cán miệng ở đây, lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Cores Marie Mara, của thương hiệu này của pha của Mỹ ha, và có một cái khóa cán miệng đây, hàng thì hàng từ Nhật về, hai ngăn nhỏ đây, da là da thật, dập vân 6, rất là đẹp. Lên nhìn shop một mã là 3502 620k, 3502. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo màu nâu, kích thước bề ngang là 22, chiều cao 16 và bề dày là 7. Để mình đeo chéo rất là ok, da thật toàn bộ. Ở đây mình mở ra thì bên trong một ngăn đây và một cái khóa cáo miệng đây, thương hiệu Trico, lót bên trong là sạch đẹp hết ha, có một cái để mình gài lại như thế này chắc chắn.
được vừa tất cả các dòng điện thoại full giá hết. Lên dùm shop mật mã là 3501509. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo xách tay và đeo chéo ngắn form hộp ha, có thương hiệu Gia Thập Dập Vân, Dập Vân 6, kích thước bề ngang 25, chiều cao 20 và bề dày là 9. Để mình xách tay và mình đeo chéo ngắn. Da là da thật toàn bộ ha, thương hiệu. Và ở đây mình mở ra. Ở đây là cái màu nó sẽ sậm hơn. Ngay chỗ này thì nó màu sậm hơn. Ở bên ngoài thì nó sẽ hơi vàng vàng. Một ngang đây. Thương hiệu Wiz không? Và có một cái phát cái miệng đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dẹp hiệu thương hiệu. Cách 500. Chắc chắn như thế này. Cho dùm shop một mã là 3471 450k. Và một chiếc túi xách tay và đeo vai thương hiệu Capersi, da là da thật toàn bộ hết ha, kích thước bề ngang 26, chiều cao 20 và bề dày là 10. Để mình xách tay và đeo vai thương hiệu Capersi dập nổi đây, da là da thật toàn bộ hết, sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Bên trong là lót vải một ngăn đây và một phát cái miệng đây, lót vải sạch đẹp và thương hiệu Capersi made in, gia công tại Hàn Quốc ha. Và một cái phát cái miệng đây, lót là lót vải sạch đẹp hết, nhập hiệu thương hiệu Capersi, da là da thật toàn bộ hết Capersi. Phen khóa nhập hiệu thương hiệu Capersi, phen khóa vàng ươm sáng bóng. Lên dùm shop một mã 3503 509, 3503 509. Và cái đến đó là một chiếc túi xốp tay và đeo chéo da thật toàn bộ ha, da thật 100%, màu đen, kích thước bề ngang 29, chiều cao 22 và bề dày là 12. Xách tay và đeo chéo ra được, da thật toàn bộ đây. Ở đây sẽ có một khóa cái miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và một khóa cái miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Một ngăn đây và một cái khóa cái miệng đây, bên trong là miếng tách da, da thật toàn bộ. Lên dùm shop một mã là 3191 309, hôm nay shop giảm còn 209 ha, 3191 209. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Maurice form hộp, da hộp 100%, màu đen, kích thước bề ngang 24, chiều cao 22 và bề dày là 8. Để mình đeo vai rất là ok, da là da thật toàn bộ hết. Và ở đây thương hiệu Maurice, ở đây nó sẽ có một nút kích 500, bên trong lót vải sạch đẹp, một khóa cáo miệng đây, bên trong là lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Maurice và có một cái khóa cáo miệng đây, lót vải sạch đẹp, da thật toàn bộ hết ha, kích 500 chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 3498 ha, 509, 3498 509. Và một chiếc túi xách tay giá thật 100%, màu nâu, kích thước bề ngang là 25, chiều cao 23 và bề dày là 9. Xách tay và đeo vai, da là da thật toàn bộ hết, sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây và một ngăn đây là bự nhất, hai ngăn nhỏ đây. Và thương hiệu của Pháp, miếng tách da, da thật toàn bộ ha. Xách tay
và mình đi tiệc ha, rất là đẹp. Vintage, lên dùm shop mã là 3495, 509, độ mới 80%. Và cái đến đó là một chiếc bao tử giá thật 100%, đeo trước bụng rất là ok. Kích thước bề ngang 15, chiều cao 25 và bề dày là 9, đeo trước bụng rất là ok. Da là da thật toàn bộ, sẽ có một khóa cái miệng ở đây và một khóa cái miệng ở đây. Khóa cái miệng đây vào là vào thẳng bên trong ha. Lót bên trong là lót vải, sẽ có một ngăn nhỏ đây là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 3409, 509, năm nay shop giảm còn 500. Và kế đến đó là một chiếc túi style giá thật 100%, thương hiệu AB của Italy, thương hiệu của Ý, hàng từ Nhật về, giá thật 100%. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 22 và bề dày là 13, để mình xách tay như thế này và đeo vai. Da là da thật toàn bộ, sẽ có một khóa cái miệng đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và phan khóa dập hiệu thương hiệu AB của Ý hết, và có một khóa cái miệng đây, bên trong là lót vải, hai ngăn nhỏ đây và một khóa cái miệng đây và một ngăn đây thương hiệu AB của Ý. Xách tay rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 3493 509, 3493 509. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình đeo chéo, giá thật 100%. Kích thước bề ngang 21, chiều cao 12 và bề dày là 10, đeo chéo rất là ok. Da là da thật toàn bộ ha, và dây đeo vàng ươm kết hợp với da, sẽ có một khóa cái miệng đây, bên trong là lót vải sạch đẹp nhập hiệu thương hiệu Mexican, và có một cái khóa cái miệng đây. Lên dùm shop một mã là 3468 309. Kế đến đó là một chiếc cặp có thương hiệu, cặp này rất là mới và đẹp ha, da thật 100%, để mình xách tay. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30 và bề dày là 9, để mình xách tay, da thật 100%. Thương hiệu là Kasai Yamamoto Home, rất là đẹp ha. Cặp này mình thích đi họp rất là đẹp và VIP, làm quà tặng được ha. Ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn, một ngăn đây, ở đây là đựng những vật dụng nhỏ nhỏ, ở đây là hai ngăn, một ngăn đây đựng bút đựng viết và một khóa cái miệng ở đây. Bên trong, bên trong là lót vải sạch đẹp hết, da thật toàn bộ hết ha, lót vải sạch đẹp, thương hiệu dập nổi đây, Kasai Yamamoto không, và một khóa cái miệng đây, sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã là 3511 709, 3511 709. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da voi, giá thật 100%. Kích thước bề ngang, bề ngang là 33,
chiều cao là 20 và bề dày là 10. Sách tay và đeo vai da thật 100%. Sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Bên trong là lớp vải sạch đẹp hết. Và Zenith Tipper thương hiệu dập nổi đây. Abeto là chuyên về những túi sách về da voi. Zenith Tipper da thật 100%, có một cái khóa cái miệng đây. Và một ngăn đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp da voi là phong thủy ha, rất là phong thủy và sẽ rất là sức khỏe. Hiện nay giờ da voi trên thị trường rất là hiếm ha. Lên dịp shop một mã là 3506 850k, 3506 850 ha. Và kế đến đó là một chiếc cặp thương hiệu đất Đinh Đôn, da thật 100%, để mình xách tay. Và kích thước của chiếc cặp này bề ngang 39, chiều cao 29 và bề dày là 9 để xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một ngăn này, bên trong là lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu đất Linh Đôn, có thương hiệu đất Linh Đôn đây. Và một cái để mình mở ra thì bên trong lót vải sạch đẹp và một hai ngăn nhỏ đây, lót vải sạch đẹp và có một ngăn ở đây và một ngăn đây. Và ở đây là miếng tết da ha, còn mã code ở trong đây. Và đây sẽ là chìa khóa của cái túi này. Khi mình khóa lại như thế này thì mình sẽ khóa lại được ha. Ở đây thì nó sẽ bị oxy hóa một chút xíu ha. Da thật 100%. Lên dùm shop một mã là 3510, 1.200.000, thương hiệu đất Đinh Đôn. Và cái đến đó là một chiếc cặp da mộc, da thật 100%, rất là dày dặn và chắc chắn, màu rất là đẹp. Kích thước bề ngang 39, chiều cao 28 và bề dày 14, để mình xách tay rất là đẹp. Da là da thật toàn bộ ha. Ở đây mình sẽ có hai cái nút để mình mở ra. Thì bên trong một ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây. Và thương hiệu Made in Italy Cherry, rất là đẹp. Nó giống như một chiếc vali để mình đựng đồ đi vậy. Và ở đây thì sẽ còn chìa khóa đầy đủ ha. Hai cái nút để mình gài lại như thế này. Thì ở đây sẽ có chìa khóa ở chỗ này kèm theo ở đây, mỗi cái một bên ha. Hai cái nút để mình gài lại da thật toàn bộ đây, y như một chiếc vali. Lên dùm shop một mã là 3513 809, 3513 809. Và kế đến đó là một chiếc túi phơm hợp da thật dập vân sáu, ở da thật dập vân điểu, kích thước bề ngang 26, chiều cao 19 và bề dày là 10, để mình đeo vai rất là ok. Thương hiệu Italy dập nổi đây. Này là da thật dập vân điểu ha, một ngăn đây. Và chiếc túi này mình có thể mình xách tay và mình đeo vai. Và ở đây thì mình sẽ chiếc túi này ha, mình nhấn cái nút này là vào thì mình sẽ mở ra được. Bên trong sẽ có một ngăn đây, lót vải một ngăn đây và một ngăn đây. Thương hiệu Made in Italy dập nổi đây. Da thật dập vân ha. Da thật dập vân là điểu. Rất là mới ha.
Khoan khóa rất là ok. Lên dùm shop một mã 3509 ha, 800. 3509 800. Này thương hiệu Valentino ha, dòng Rudy, thương hiệu của Ý. Và cuối cùng đó là một chiếc túi style du lịch, thương hiệu Rado, da là da suốt Vân Tâm, da rất là dày, kích thước bề ngang 49, chiều cao 35 và bề dày 17. Để mình xách tay như thế này, dây đeo để mình đeo chéo, và một khóa cá mẹ ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp ha, có một cái khóa cá mẹ ở đây sạch đẹp và một khóa cá mẹ ở đây lót vải sạch đẹp. Mình đựng tầm 4 bộ đồ ha, 4-5 bộ đồ. Form này là form hến, da là da xước, thương hiệu Rado, xách tay và đeo chéo. Lên dùm shop một mã là 3512 900k. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop hoặc là nhắn tin qua Zalo đều được ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị.